Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Minh Anh, Anh Vũ, Đức Tâm, Thùy Dương và Trọng Thành xin kính chào quý vị thính giả. Và bây giờ là bản tin thời sự ngày thứ Bảy, 24 tháng 12, 2016. Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm nhiều tên lửa đến các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Nga gọi điện cho đồng nhiệm Syria hoan nghênh thắng lợi quân sự tại thành phố Aleppo. Lần đầu tiên, Iran và 6 cường quốc công bố một phần thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi trung tuần tháng 7 năm 2015. Kính thưa quý vị, bản tin thời sự giáp ngày Giáng sinh xin mở đầu với tình hình tại khu vực Biển Đông. Theo các phát biểu của các quan chức Hoa Kỳ trên kênh truyền hình Mỹ Fox News, Trung Quốc đã đưa thêm nhiều tên lửa phòng không tới vùng này và các cơ quan tình báo Hoa Kỳ cho rằng các vũ khí trên lần đầu tiên sẽ được bố trí tại các khu vực đang có tranh chấp. Đức Tam cho biết thêm chi tiết. Các ảnh vệ tinh tình báo Mỹ cho thấy nhiều tên lửa phòng không của Trung Quốc trên đảo Hải Nam. Thế nhưng Hải Nam không nằm trong vùng lãnh thổ có tranh chấp. Theo các quan chức Hoa Kỳ, đây chỉ là nơi trung chuyển trước khi các tên lửa này được triển khai trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa hoặc trong vùng quần đảo Trường Sa. Hai loại tên lửa nhìn thấy ở đảo Hải Nam là tên lửa phòng không CSA-6B có tầm bắn 10 hải lý và tên lửa HQ-9 gần giống với tên lửa S-300 của Nga và có tầm bắn là 125 hải lý. Hồi tháng 2, đài truyền hình Fox News đã đưa tin là Trung Quốc triển khai tên lửa phòng không trên đảo Phú Lâm, Hoàng Sa. Cách nay vài tuần, các ảnh vệ tinh dân sự do một cơ quan tư vấn Hoa Kỳ công bố cho thấy các công sự đặt pháo đã được xây dựng trên 7 hòn đảo nhân tạo mà Trung Quốc đã bồi đắp trong vùng quần đảo Trường Sa. Tuy nhiên, vào thời điểm đó, chưa thấy có tên lửa ở đây. Đầu tháng 12, đài Fox News đã đưa tin là Bắc Kinh sẵn sàng đưa tên lửa phòng không từ một cảng ở đông nam Trung Quốc ra vùng Biển Đông. Mặt khác, lần đầu tiên kể từ tháng 3 năm ngoái, máy bay ném bom chiến lược tầm xa của Trung Quốc cũng đã bay vào vùng Biển Đông chỉ vài ngày sau cuộc điện đàm giữa Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn và Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump. Trả lời phỏng vấn đài truyền hình Fox News, ông David Deptula, nguyên lãnh đạo cơ quan tình báo không quân của Mỹ, nhận định: "Đây là một ví dụ về sự phiêu lưu và hung hăng của Trung Quốc trước một loạt các chính sách bạc nhược và vô hiệu quả mà chúng ta đã chứng kiến trong 8 năm qua." Trong tháng này, ảnh vệ tinh tình báo của Hoa Kỳ còn cho thấy các bộ phận của tên lửa phòng không SA-21 tại cảng Yết Dương, tỉnh Quảng Đông, nơi mà Trung Quốc tập kết các thiết bị quân sự để chuyển tới các đảo trong vùng Biển Đông. Cũng liên quan đến Trung Quốc, một tuần sau khi hải quân nước này tiến hành tập trận ở biển Bột Hải với sự tham gia của tàu sân bay Liêu Ninh, quân đội Trung Quốc quyết định điều động chiếc hàng không mẫu hạm này tham gia cuộc tập trận thứ hai ở biển Hoàng Hải, Thùy Dương trình bày. Theo AP, Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm qua thông báo là tàu Liêu Ninh đã tập trận trong nhiều ngày ở biển Hoàng Hải. Lần này, nhiều tiêm kích J-15 đã tham gia luyện tập xuất kích từ hàng không mẫu hạm. Theo Bắc Kinh, trong thời gian tới, tàu Liêu Ninh có thể tham gia các cuộc tập luyện ở biển khơi, rất có thể hàm ý nói đến những vùng biển đang có tranh chấp. Hoàn Cầu Thời báo đã dẫn lời một nhà phân tích quân sự nổi tiếng cho rằng Biển Đông sẽ là một vị trí lý tưởng vì các cuộc tập trận chung có thể diễn ra trên các vùng thuộc quyền kiểm soát của Trung Quốc. Việc tăng cường khả năng tác chiến của tàu sân bay Liêu Ninh và các di chuyển của tàu này được theo dõi chặt chẽ kể từ khi quân đội Trung Quốc tuyên bố con tàu này sẵn sàng chiến đấu. Năm 2013, lần đầu tiên tàu Liêu Ninh tiến vào vùng Biển Đông, cập cảng tại một căn cứ hải quân gần Tam Sa. Và thời điểm đó, tàu sân bay này không được trang bị đầy đủ máy bay. Tàu sân bay Liêu Ninh tiến hành tập trận bắn đạn thật lần đầu tiên vào tuần trước. Một đoạn phim của quân đội Trung Quốc cho thấy máy bay chiến đấu J-15 của nước này phóng tên lửa và tiêu diệt các mục tiêu. Về quan hệ Mỹ-Trung, FBI thông báo mở một cuộc điều tra về vụ tin tặc đánh cắp các dữ liệu trong máy tính của cơ quan bảo hiểm ký thác liên bang FDIC xảy ra từ năm 2010 và tiếp tục kéo dài trong nhiều năm. Các lãnh đạo của FDIC tin rằng vụ tấn công tin tặc này đã được quân đội Trung Quốc tài trợ. Theo tiết lộ của một nguồn thạo tin với hãng tin Reuters ngày hôm qua, các thành viên trong Ủy ban Quốc hội đang tập trung điều tra xem có việc vi phạm an ninh hay không, một trong những nguyên nhân cho phép các tin tặc thâm nhập hàng chục máy tính của FDIC, kể cả của bà cựu chủ tịch Leila Bear. Vào tháng trước, cơ quan điều phối ngân hàng này đã cho phép các nhà điều tra thuộc Ủy ban Quốc hội tham khảo các
thư trao đổi điện tử nội bộ giữa các thành viên trong ban lãnh đạo. Những người này nghi ngờ rằng quân đội Trung Quốc đứng sau vụ tin tặc. Liên quan đến Hàn Quốc, theo hãng tin Pháp AFP ngày hôm nay, hàng chục ngàn người dân Hàn Quốc sẽ xuống đường biểu tình tại Seoul, đòi Tổng thống Park Geun-hye phải ra đi ngay lập tức, người đang bị Tòa Bảo hiến xem xét kiến nghị phế truất của Quốc hội. Đây là phong trào biểu tình lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc trước đêm Giáng sinh, và đây cũng là tuần thứ 9 liên tiếp người dân Hàn Quốc biểu tình đòi phế truất bà Park. Các nhà tổ chức hy vọng cuộc biểu tình hôm nay mang không khí lễ hội, nhưng tình hình có vẻ căng thẳng vì những người thuộc phe bảo thủ, ủng hộ Tổng thống Park cũng lập kế hoạch tập trung trên các đường phố gần đó. Trong khi đó, bà Choi Soon-sin, bạn thân của Tổng thống Park và cũng là trung tâm của vụ bê bối chính trị tại Hàn Quốc, hôm nay đã bị đưa ra trước tòa để trả lời thẩm vấn về tội hối lộ và chuyển giao tài sản tham ô ra nước ngoài. Ông Lee Ki-chul, một phát ngôn viên của nhóm điều tra vụ bê bối cho biết, các cáo buộc trong bản cáo trạng chỉ là một phần rất nhỏ trong số 14 nội dung điều tra của công tố viên đặc biệt. Choi Soon-sin bị giam giữ từ tháng 10 và đã được đưa đến văn phòng công tố viên đặc biệt trong một chiếc xe của nhà tù. Các hình ảnh trên truyền hình cho thấy bà Choi bị còng tay và mặc một bộ quần áo tù nhân màu ghi. Tổng thống Nga gọi điện cho đồng nhiệm Syria hoan nghênh thắng lợi quân sự tại thành phố Aleppo mà nguyên thủ Nga coi đây là sự giải phóng. Vẫn theo Moscow thì từ nay mục tiêu của Nga và Syria là tập trung vào việc tái lập hòa bình tại nước này. Lần cuối cùng Tổng thống Nga điện đàm với đồng nhiệm Syria là vào tháng 3 năm nay. Trước đó trong một cuộc họp báo thường niên tại Moscow, với sự hiện diện của hơn 1.400 nhà báo, nguyên thủ Nga đã tự hào khẳng định là chính sách về Syria của ông đã thành công. Từ Moscow, thông tín viên Elena Volochin tường trình. Trong màn trình diễn hoành tráng hàng năm và được truyền hình trực tiếp, Vladimir Putin xuất hiện với thái độ tự tin, quyết tâm, thậm chí còn tự đắc. Ông tự hào về bản thành tích và những thành công của mình. Ví dụ như thắng lợi quân sự của chế độ Bashar al-Assad ở thành phố Aleppo, Syria. Không hề nhắc tới những tội ác mà ông bị cáo buộc, Vladimir Putin tự cho mình là một nhà giải phóng, một vị cứu tinh. Ông nói, hơn 100.000 người được sơ tán khỏi Aleppo, và tôi muốn nói để tất cả mọi người nghe rõ điều này. Đó là một chiến dịch nhân đạo quốc tế lớn nhất từ trước tới nay. Nguyên thủ Nga nhắc lại, chiến dịch nhân đạo này được tiến hành với sự hợp tác của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Tổng thống Nga cho rằng giờ đây, liên minh này đóng vai trò trung tâm trong việc giải quyết cuộc khủng hoảng Syria. Các cuộc thương thuyết giữa chế độ Damas và phe đối lập sẽ được tổ chức tại Kazakhstan dưới sự bảo trợ của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Cho đến lúc này, dường như Hoa Kỳ bị gạt ra bên lề trước một nhân vật mà mọi nhà báo coi là chủ nhân thế giới. Elena Voloshin, Moscow, RFI. Về tình hình tại Aleppo, Syria, sáng nay quân đội của chính phủ đã tiến vào ba nơi vốn là cứ địa của phe nổi dậy tại Sukari, Zabdiye và Al-Masha và tiến hành rà soát, tìm kiếm các chất nổ, mìn mà quân nổi dậy cài đặt hoặc bỏ lại. Trong khi đó, Moscow cho biết là tối hôm qua, hàng trăm cảnh sát võ trang thuộc quân đội Nga đã được triển khai để bảo đảm an ninh tại thành phố Aleppo. Tuy nhiên, theo tổ chức Đài quan sát nhân quyền Syria vào tối qua, quân nổi dậy đã bắn pháo vào thành phố này, làm ít nhất 6 thường dân thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ em. Liên quan đến Thổ Nhĩ Kỳ, vài giờ sau khi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tấn công thành phố Anbab, cứ địa của tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh, làm ít nhất 88 người thiệt mạng. Theo Đài quan sát nhân quyền Syria, nhóm khủng bố này đã tung lên mạng cuộn băng video quay cảnh quân thánh chiến thiêu sống 2 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ. Chính quyền Ankara đã phong tỏa mạng xã hội Twitter. Từ Istanbul, thông tín viên Alexandre Billet cho biết thêm chi tiết. Les autorités turques ont réagi en bloquant l'accès à Twitter depuis la nuit dernière pour empêcher la. Từ tối ngày 22 tháng 12, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã có phản ứng qua việc phong tỏa mạng xã hội Twitter nhằm ngăn chặn việc phát tán cuộn băng video. Thế nhưng điều này không ngăn cản người dân Thổ Nhĩ Kỳ vượt qua vòng phong tỏa và có nhiều bình luận trên mạng xã hội đi kèm với một câu nhắc nhở: xin đừng phát tán các hình ảnh tuyên truyền cho các hành động tàn bạo của Daesh. Trong cuộn băng video, Đao Phủ nói tiếng Thổ Nhĩ Kỳ và Tổ chức Nhà nước Hồi giáo kêu gọi các chiến binh phá hủy Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một sự thay đổi triệt để bởi vì cách nay một năm, Ankara còn bị nghi ngờ, nhắm mắt làm ngơ để cho quân thánh chiến đến lẩn trốn trong khu vực biên giới chung với Syria.
Như vậy, từ nay, Thổ Nhĩ Kỳ ở trên tuyến đầu ở phía bắc Syria trong cuộc chiến chống quân du kích Kurdistan và chống Daesh. Ngày 22 tháng 12, quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu một tổn thất nặng nề nhất kể từ khi tiến hành chiến dịch lá chắn sông Euphrat từ hồi tháng 8 năm nay. 16 binh sĩ thiệt mạng trong trận đánh Anbab ở phía bắc Aleppo, Syria. Alexandre Biat, Istanbul, RFI. Phương Tây năm nay đón Giáng sinh trong bầu không khí căng thẳng trước mối đe dọa khủng bố ngày càng lớn. Tại Đức, nhà chức trách tiếp tục điều tra về vụ tấn công khủng bố nhắm vào khu chợ Noel ở Berlin. Sau cái chết của Anis Amri, người được cho là thủ phạm vụ tấn công, cơ quan điều tra Đức tìm hiểu xem hung thủ có đồng phạm hay không, ai đã giúp đỡ người này đi đến được Ý, mặc dù cảnh sát đã được huy động tối đa để truy lùng anh ta. Theo lãnh đạo cơ quan chống khủng bố, các nhà điều tra phải tái lập lại lộ trình chính xác của hung thủ từ Berlin đến tận Milano để tìm hiểu xem liệu có một mạng lưới hỗ trợ, trợ giúp, đồng phạm hay những người nào đã giúp cho Anis Amri thực hiện vụ tấn công và tẩu thoát. Còn tại Pháp, lãnh đạo ngành cảnh sát ông Jean-Marc Falcon trong một cuộc trả lời phỏng vấn tờ Journal du Dimanche cho rằng mối đe dọa xảy ra khủng bố tại nước này vẫn rất cao. Theo ông Falcon, nguy cơ tiềm tàng này không chỉ rất cao tại Pháp mà cả ở những nước châu Âu khác, những nước có tham gia vào liên quân quốc tế chống tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh. Về phần mình, FBI hôm nay cũng gióng lên hồi chuông báo động khả năng xảy ra một vụ tấn công khủng bố trong các ngày lễ. Báo động này được đưa ra sau khi kênh truyền hình CNN hôm qua tường thuật những trang mạng ủng hộ Daesh cho đăng các lời kêu gọi tấn công vào các nhà thờ trong các dịp lễ Giáng sinh. Israel triệu hồi đại sứ tại Senegal và New Zealand để phản đối Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết yêu cầu Israel đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ của người Palestine. New Zealand, Senegal cùng với Malaysia và Venezuela đã đệ trình dự thảo nghị quyết về vấn đề này lên Hội đồng Bảo an. Trừ Mỹ bỏ phiếu trắng, 14 thành viên còn lại của Hội đồng Bảo an đều bỏ phiếu thuận. Israel đã ngay lập tức có biện pháp trả đũa. Phát ngôn viên của Thủ tướng Israel thông báo chuyến thăm của Ngoại trưởng Senegal tới Israel dự kiến diễn ra trong 3 tuần tới đã bị hủy theo lệnh của Thủ tướng. Tất cả các chương trình hỗ trợ Senegal cũng bị Israel hủy bỏ. Thủ tướng Israel cũng tuyên bố bác bỏ nghị quyết của Hội đồng Bảo an và sẽ không tuân theo điều khoản trong nghị quyết này. Liên quan đến lĩnh vực hạt nhân, trong một động thái bất thường, Iran và 6 cường quốc hôm qua đã công bố sớm một phần bản thỏa thuận hạt nhân, mục đích nhằm tỏ rõ quan điểm của Tehran là sẽ không vượt qua giới hạn về mức làm giàu chất uranium, giới hạn có thể được dùng để sản xuất vũ khí hạt nhân. Theo hãng tin AP, thì những tài liệu này được công bố trên trang mạng của Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc tế IAEA ngày hôm qua. Tài liệu có ngày ký là 6 tháng Giêng năm 2016, vài ngày trước khi thỏa thuận được thực thi, nhưng chưa bao giờ được công bố cho đến tận ngày hôm qua. Bên cạnh đó, một lá thư thay mặt lãnh đạo ngành ngoại giao của Liên hiệp châu Âu cho phép công bố các tài liệu trên cũng được đăng trên trang mạng của Cơ quan An toàn Hạt nhân Quốc tế. Tuy nhiên, bức thư này không lý giải vì sao phải đợi cho đến gần một năm mới cho công bố thỏa thuận trên. Theo hãng tin AP, động thái này được đưa ra trong bối cảnh chính quyền Mỹ tương lai thông báo sẽ tìm cách hủy bỏ thỏa thuận. Hai vị quan chức của một trong số 5 nước thành viên thường trực tại Hội đồng Bảo an có tham gia đàm phán nhận định việc công bố tài liệu này cho thấy sự thống nhất về hồ sơ hạt nhân Iran, bất chấp các lời chỉ trích của các chuyên gia, trong đó có các nghị sĩ Mỹ, cho rằng Iran sẽ không tôn trọng thỏa thuận hạt nhân này. Donald Trump công bố bức thư Vladimir Putin mong muốn cải thiện quan hệ song phương. Hãng tin Pháp AFP cho biết, Tổng thống tân cử Mỹ Donald Trump hôm qua đã công bố bức thư mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi cho ông với mong muốn khôi phục quan hệ hợp tác tốt đẹp Nga-Mỹ và nâng quan hệ này lên tầm cao mới. Đây là một bức thư ngắn chúc mừng Giáng sinh và năm mới. Theo nhóm chuyển giao quyền lực của ông Donald Trump, Tổng thống tân cử đánh giá là bức thư này rất dễ thương. Trong bức thư này, Tổng thống Nga Putin kêu gọi áp dụng các biện pháp thực sự để khôi phục hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và nâng hợp tác quốc tế giữa Nga và Mỹ lên một tầm cao mới tốt đẹp hơn. Tổng thống Nga cũng viết thêm là những thách thức toàn cầu và trong khu vực mà hai nước phải đối đầu trong những năm qua cho thấy mối quan hệ giữa Nga và Hoa Kỳ vẫn là một yếu tố quan trọng để đảm bảo sự ổn định và an ninh trong thế giới hiện đại.
Bức thư của Tổng thống Nga cũng khẳng định là việc ông Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 2017 có thể sẽ mở ra một trang mới cho mối quan hệ giữa Washington và Moscow. Nga và Mỹ hiện đang trong giai đoạn khủng hoảng quan hệ trầm trọng nhất kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc. Việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea của Ukraine và trực tiếp can thiệp quân sự vào Syria, hậu thuẫn Tổng thống Bashar al-Assad đã gây nhiều căng thẳng nghiêm trọng giữa hai cường quốc. Còn Tổng thống tân cử Mỹ thì đã nhiều lần thể hiện mong muốn hâm nóng quan hệ với Vladimir Putin, người mà ông ca ngợi là có tư chất lãnh đạo. Sau đây là phần tin ngắn. Trung Quốc phát hiện 500.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm. Cơ quan an toàn thực phẩm của Trung Quốc công bố đã tiến hành hơn 15 triệu lần kiểm tra và phát hiện 500.000 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong 9 tháng đầu năm nay, trong đó có quảng cáo sai lệch, sử dụng các thành phần sản xuất là hàng giả hoặc chất lượng thấp, ô nhiễm thực phẩm. Hôm qua, người đứng đầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm của Trung Quốc nói với Ủy ban Thường vụ Quốc hội là nhiều tiến bộ đáng kể đã được đạt trong lĩnh vực thực phẩm, nhưng vấn đề sâu xa vẫn tồn tại. Trước ngày Giáng sinh, dân Philippines phải sơ tán vì bão lớn. Hàng ngàn người dân Philippines hôm nay phải sơ tán và hàng chục cảng biển phải ngưng hoạt động. Cơn bão mang tên Northern với sức gió 203 đến 250 km/h sắp quét qua Catanduan, vùng duyên hải Bicol ở phía đông Philippines. Cơ quan khí tượng thủy văn nước này cảnh báo nguy cơ sóng lớn, sạt lở đất và lũ quét do mưa lớn. Các hoạt động hàng hải và hàng không đều tạm ngưng, 18 chuyến bay phục vụ Giáng sinh đã bị hủy. Thông báo về sự tham gia của nhóm nhảy nữ Rocket trong lễ nhậm chức của Tổng thống Donald Trump đang gây nhiều tranh cãi. Rocket là nhóm nhảy nữ từ New York. Nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống tân cử Mỹ gặp nhiều khó khăn khi mời các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng tới biểu diễn trong lễ nhậm chức của ông Donald Trump. Đa phần các nghệ sĩ lớn đã phản đối Donald Trump và từ chối lời mời dự buổi lễ. Trước khi bước sang phần 2, trong phần 2 sắp đến, mở đầu là một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành biên soạn. Một góc vườn âm nhạc tuần này, Hòa Diệu sẽ nói về chủ đề sắc màu Giáng sinh và những ca khúc đi vào lòng người. Cuối cùng là phần tạp chí văn hóa phát lại của Thanh Hà về chủ đề lễ Giáng sinh và tục mê tín trong dân gian Pháp. Nhưng ngay sau đây là một điểm tuần báo do anh Vũ biên soạn. Điểm tuần báo. Các tuần báo Pháp số ra cuối cùng trong năm này chủ yếu nhìn lại những sự kiện đã qua trong năm 2016. Tuần san Le Point đánh giá 2016 một năm lịch sử. Xã luận của Le Point nhận xét, lịch sử không tịnh tiến theo đường thẳng mà nó dậm chân tại chỗ rồi bất ngờ tăng tốc. Nếu như năm 1989, lịch sử đã chứng kiến bức tường Berlin sụp đổ để khép lại thế kỷ 20 bằng thất bại cuối cùng của chủ nghĩa toàn trị trước nền dân chủ, thì năm 2016 là năm ấn định lại những đường nét của thế kỷ 21. Nhìn lại những sự kiện nổi bật diễn ra trên thế giới trong năm, Le Point nhận định 2016 là năm mà Trung Quốc của Tập Cận Bình bước vào vị thế cường quốc toàn cầu, trong lúc mà Hoa Kỳ thì lại đẩy nhanh tốc độ thu mình lại. Nước Nga của Vladimir Putin đã chiếm lĩnh lại trung tâm của cuộc chơi ngoại giao ở châu Âu. Nước Nga lại được củng cố thêm vị thế bằng các tổng thống thân Nga mới được bầu ở Bulgaria và Moldavia. Le Point cũng ghi nhận thêm ở khu vực Trung Đông, Thổ Nhĩ Kỳ của ông Recep Tayyip Erdogan cũng đang xích lại gần với Nga để coi phương Tây như là một đối thủ chính của họ. Xã luận của Le Point kết luận phương Tây đang không chỉ mất độc quyền về chủ nghĩa tư bản và lịch sử mà họ còn đang bị mất đi ý nghĩa, những giá trị của họ. Về hiện tượng nước Nga của ông Putin đang nổi lên như một cường quốc có khả năng can thiệp, giải quyết các chuyện lớn của thế giới, tuần báo Lopes có bài phỏng vấn chuyên gia địa chính trị François Habsbourg, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chiến lược trụ sở tại London, để thử giải mã hiện tượng mới nổi lên, được gọi là Putin hóa. Theo chuyên gia François Habsbourg, với việc Aleppo thất thủ và sự can thiệp của Kremlin vào bầu cử Mỹ, giờ đây nước Nga đang áp đặt quy tắc của mình lên trường quốc tế, thêm vào đó là phong trào dân túy thân Nga ở châu Âu đang lên cao. Những hiện tượng đó khiến người ta cảm thấy một hình thái Putin hóa đang tiến triển. Tổng thống Nga đã biết dùng chiến tranh như là một công cụ hiệu quả để đạt được mục đích chính trị. Vậy, ông Vladimir Putin đã thành công như thế nào trong chiến lược của mình? Chuyên gia Hesburg nhắc lại hồi tháng 2 năm 2007, trong một hội nghị an ninh tại Munich, Putin đã lớn tiếng tuyên bố nước Nga đang trở lại và cần phải tính đến nước Nga.
Khi đó không mấy ai tin lời ông. Tuy nhiên trong vòng 10 năm sau, ông Putin đã biết biến nhà nước Nga thành một nhà nước chiến lược linh hoạt, có khả năng đưa ra các quyết định mạnh mẽ và thực thi nhanh chóng các quyết định đó. Việc sáp nhập Crimea là một thí dụ điển hình. Chỉ vài giờ sau khi đồng minh là Tổng thống Yanukovych bị lật đổ, Putin đã kiến đáo cho triển khai ngay hàng nghìn lính bịt mặt chuẩn bị sáp nhập bán đảo này với một tốc độ kinh ngạc. Ông Hesburg nhấn mạnh chính sự lanh lẹn đó cho phép Nga, một nước có tổng thu nhập sản phẩm quốc nội không bằng Tây Ban Nha, trở lại trung tâm bàn cờ thế giới. Vẫn theo chuyên gia François Hesburg, trong các quan hệ quốc tế, nước Nga của ông Putin giờ bác bỏ hoàn toàn khái niệm tính quốc tế, trong khi mà các nước châu Âu chẳng hạn giờ đây vẫn tiếp tục tin vào sức mạnh của luật pháp quốc tế và chủ nghĩa đa phương. Ông Hesburg khẳng định với trào lưu Putin hóa đang lên mạnh, chắc chắn chúng ta phải thích nghi với hoàn cảnh mới đó. Có điều là hiện tượng Putin hóa đang mở rộng ra như một hình thức lãnh đạo đặc biệt. Chuyên gia gọi đó là tính độc đoán chuyên quyền mới. Theo ông, đó là điều có thể thấy ở mô hình chính phủ như ở Hungary với Tổng thống Orbán, ở Ba Lan mới đây hay ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chuyên quyền là bởi vì ở đó quốc hội đang dần trở thành một phòng đăng ký các quyết định của Tổng thống. Quyền lực tập trung vào một người hay một nhóm người trung thành, và đó là nơi mà mọi ý kiến quan trọng không phải được đưa ra từ thượng tầng nhà nước. Chuyên gia Hesburg kết luận, trong sự chuyển động của thế giới hiện nay, Putin đang tạo cảm giác là người làm chủ được số phận đất nước mình. Vì thế, ông ta trở thành hình mẫu rất lôi cuốn, thậm chí rất phổ biến. Tiếp tục với Lopes, hồ sơ chính của số báo ra tuần này là nhìn lại cuộc cách mạng tháng 10 Nga năm 1917 mà Lopes gọi là năm đã làm đảo lộn tất cả. Sang năm tới sẽ đánh dấu đúng 100 năm cách mạng Nga, đó chính là điểm khởi đầu cho những biến động lịch sử của thế giới trong thế kỷ 20. Trong hồ sơ dày về sự kiện lịch sử đó, Le Point ghi nhận nếu như vẫn ca ngợi Stalin như là một anh hùng ái quốc thì nhân vật số 1 của Nga hiện nay lại cố gắng lờ đi dịp kỷ niệm 100 năm cuộc cách mạng 1917. Theo Le Point, với Putin đó là một cuộc cách mạng bị lãng quên. Theo giới quan sát thảo tin tại Moscow, Điện Kremlin đã lưỡng lự rất nhiều về vấn đề kỷ niệm 100 năm cách mạng Nga 1917, nhưng cuối cùng đã đi đến quyết định sẽ không có nghi lễ chính thức, không có diễu binh hoành tráng hay bắn pháo hoa như lễ mừng chiến thắng chủ nghĩa quốc xã. Cả Tổng thống Putin cũng như Thủ tướng Medvedev sẽ không có bài diễn văn nào về sự kiện, không một ngân sách nào của quốc gia dự chi cho sự kiện. Ngoại trừ chỉ có Hội Sử học Nga kết hợp với sự chỉ đạo của Kremlin tổ chức các cuộc hội thảo về chủ đề này. Chuyển qua chuyện làm ăn kinh tế, Lopes có bài Mặt trái của Amazon. Theo tờ báo thì tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực thương mại điện tử toàn cầu do Jeff Bezos sáng lập đang không chỉ gây lo sợ cho các tập đoàn thương mại lớn như là Carrefour hay Walmart, mà cả những đại công ty như Microsoft, Netflix hay FedEx cũng đang run sợ trước sự bành trướng của Amazon. Lý do là vì nhà bán hàng trên mạng này đang sử dụng những công nghệ tiên tiến nhất nhằm phục vụ công cuộc chinh phục trọn vẹn hành tinh buôn bán này. Để chứng minh cho sức mạnh của người khổng lồ Amazon, bài viết dẫn lại một giai thoại. Gần đây, trong một lần qua thung lũng Silicon, một ông chủ lớn của Pháp có hỏi chủ tịch tổng giám đốc Microsoft một câu: ai là đối thủ cạnh tranh đáng sợ nhất của ông? Vì người Pháp hy vọng sẽ có câu trả lời, đó là những cái tên như Google, Apple hay IBM. Nhưng ông đã lầm. Kỳ phung địch thủ của Microsoft lúc này là người khổng lồ Amazon đóng trụ sở tại Seattle. Bởi vì cái siêu thị toàn cầu đó là nơi 304 triệu khách hàng mua bán 200 triệu nhãn mác sản phẩm khác nhau. Đó mới chỉ là phần nhìn thấy của cỗ máy bán hàng đáng sợ nằm dưới sự lãnh đạo của Jeff Bezos từ năm 1994. Không phải là nhà sáng tạo sản phẩm như Apple, nhưng bằng khoa học quản lý dữ liệu và nghệ thuật hậu cần hay chăm sóc khách hàng đã khiến Amazon không ngừng đưa ra những hoạt động mới và tạo được mức tăng trưởng đều đặn hàng năm 20%. Theo tờ báo, ngày hôm nay bạn có thể vừa mua quà Noel trên trang mạng của Amazon, ngày mai ta có thể xem trực tiếp phim từ Amazon, đọc sách trực tuyến trên Amazon, lưu giữ hình ảnh trên cloud. Vẫn theo tuần báo Lopes, Amazon đang chiếm dần lãnh địa Internet bằng vô số các ứng dụng. Không những thế, lo xa các hãng vận tải truyền thống như FedEx,
UPS hay dịch vụ bưu điện không đáp ứng được yêu cầu vận chuyển hàng hóa của hãng. Amazon còn trang bị thêm đội máy bay Boeing 767 và đội xe tải riêng chở hàng. Gần đây nhất, Amazon đang thử nghiệm dùng tàu lượn không người lái để giao hàng ở những chặng ngắn. Tóm lại, trong cuộc cạnh tranh khốc liệt và đang bị tố cáo là không lành mạnh này, Amazon đã bóp chết và thôn tính không biết bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ ở Mỹ cũng như ở các nước khác. Theo tuần báo Lopes, khi còn đang vận động tranh cử, Donald Trump đã nhiều lần tố Jeff Bezos là không trả đủ thuế và vi phạm luật chống độc quyền. Tờ báo đặt câu hỏi, liệu ông Trump có dám gây chuyện với ông chủ của tờ Washington Post, đồng thời còn là chủ tịch tập đoàn đã giành từ tay IBM một hợp đồng trị giá 600 triệu đô la để quản lý dữ liệu của CIA trong 4 năm? Câu trả lời là không. Người duy nhất một ngày nào đó có thể khiến Amazon phải run sợ, có lẽ đó là đồng nghiệp Trung Quốc, Mã Vân, ông chủ của Alibaba. Quý thính giả có thể nghe chương trình RFI tiếng Việt tại Hoa Kỳ qua điện thoại di động ở số 832-225-5396. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ Đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin nhắc lại các tin chính vừa loan. Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm nhiều tên lửa đến các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Nga gọi điện cho đồng nhiệm Syria hoan nghênh thắng lợi quân sự tại thành phố Aleppo. Lần đầu tiên, Iran và 6 cường quốc công bố một phần thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi trung tuần tháng 7 năm 2015. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi một tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Kính thưa quý vị, dịp năm hết Tết đến, thực phẩm luôn là mối quan tâm hàng đầu tùy theo nhu cầu và cảnh ngộ của mỗi người. Tại châu Âu và Pháp, tiết kiệm thực phẩm làm sao để cho người nghèo khó có được bữa ăn đủ chất, đặc biệt trong những ngày đông giá, là một nỗi lo vốn được nhiều tổ chức xã hội chung tay. Tạp chí Thế giới đó đây của RFI xin giới thiệu một số ứng dụng tin học mới để giải quyết vấn đề này, nhưng đặc biệt là các nỗ lực tại Pháp và châu Âu nhằm giảm mạnh tỷ lệ thực phẩm bị lãng phí nhờ can thiệp của nhà nước. Phần cuối tạp chí dành cho một số vấn đề về giới trẻ và châu Âu và giới thiệu cuốn sách đang được chú ý của cựu Ngoại trưởng Pháp Hubert Vettorin với tựa đề Sauver l'Europe, cứu châu Âu. Nhưng trước hết xin giới thiệu với quý vị về một bộ phim tài liệu nổi tiếng được công chiếu kể từ ngày hôm nay tại Canada nhân dịp lễ Giáng sinh. Phim mang tên Théâtre de la vie kể về một vị đầu bếp lừng danh người Ý. Autrefois, l'on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. Trong dịp hội chợ toàn cầu Milan năm ngoái, ông Massimo Bottura đã đề nghị 60 đồng nghiệp nổi tiếng tham gia vào một hoạt động đặc biệt. Với thực phẩm còn tốt, nhưng bị vứt vào thùng rác tại hội chợ này, các đầu bếp đã nấu được nhiều món ăn tuyệt hảo, mời những người cùng khổ nhất nước Ý. Đầu bếp Massimo Bottura cũng là người sáng lập Hiệp hội Thực phẩm cho Tâm hồn, vừa giúp đỡ những người cơ nhỡ, vừa khuyến khích xã hội thay đổi thói quen, lãng phí. Trong một bài phát biểu tại Montreal, đầu bếp người Ý tâm sự, chất liệu căn bản nhất của nghề bếp là gì? Đó là văn hóa. Từ văn hóa mà sinh ra hiểu biết, từ hiểu biết mà có ý thức, và ý thức sẽ khiến ta dấn thân. Để hạn chế nạn lãng phí và giúp người thu nhập thấp có được thực phẩm mà không phải trả nhiều tiền, trong thời gian gần đây, một loạt ứng dụng tin học đã được phát triển trên thế giới và cụ thể là tại Pháp. Nhiều doanh nhân trẻ tại Pháp đã thực sự dấn thân trong lĩnh vực này. Trang mạng smartlink.fr giới thiệu một loạt các ứng dụng như Zero Gashis, Check Food hay Optimiam. Optimiam là một ứng dụng khá nổi tiếng, được áp dụng trong thời gian gần đây, cho phép những người bán hàng tại Paris thông báo với khách hàng về các sản phẩm sắp sửa đến hạn vứt bỏ.
và đề nghị bán lại với giá thấp. Ứng dụng kết nối với hơn 330 cửa hàng, được khoảng 80.000 người sử dụng. Kể từ ngày 5 tháng 12 vừa qua, trong suốt 3 tuần lễ trước Noel, những người sử dụng ứng dụng Optimiam có thể đặt hàng các bữa ăn chống lãng phí với giá một bữa ăn là 3 euro. Suất ăn sẽ được đưa đến tận nơi trong phạm vi quận 11 Paris. Đối tượng ưu tiên phục vụ là những người cao tuổi, cô đơn, sống trong hoàn cảnh bấp bênh. Nếu như ở Pháp, lãng phí thực phẩm hàng năm là trên 10 triệu tấn, thì trên toàn châu Âu, lãng phí ước tính 88 triệu tấn, tương đương với 20% thực phẩm được sản xuất tại châu Lục. Trị giá thực phẩm lãng phí tương đương với khoảng 143 tỷ euro. Bớt được khoản lãng phí này đủ nuôi những người đang thiếu đói. Luật về chống lãng phí thực phẩm của Pháp được coi là luật đầu tiên của châu Âu trong lĩnh vực này sẽ có hiệu lực vào tháng 2 năm tới. Nhiều người đặt câu hỏi là nỗ lực của Pháp và một số nước châu Âu tiên phong khác sẽ khiến toàn thể châu Âu quyết định hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn trong năm tới để ngăn chặn nạn lãng phí thực phẩm trầm trọng hiện nay. Tiếp theo Pháp, Ý và Romania cũng ra một luật tương tự trong năm nay. Theo luật của Pháp thì các cửa hàng thực phẩm không được phép vứt bỏ hàng không bán được mà buộc phải liên hệ với ít nhất một hiệp hội để thanh lý số hàng này trước khi thực phẩm hết hạn. Nhiều người đặt câu hỏi là nỗ lực của Pháp và một số nước châu Âu tiên phong khác sẽ khiến toàn thể châu Âu quyết định hành động nhanh chóng và quyết liệt hơn trong năm tới để ngăn chặn nạn lãng phí thực phẩm trầm trọng hiện nay. Theo Tổ chức Lương Nông Liên Hiệp Quốc, lãng phí thực phẩm có thể chiếm đến 1/3 sản lượng toàn cầu, tương đương với 940 tỷ đô la. Trong bối cảnh nạn lãng phí thực phẩm có chiều hướng gia tăng, nếu không hành động mạnh mẽ, thì châu Âu khó lòng đạt được mục tiêu giảm một nửa lượng lãng phí vào năm 2030. Châu Âu quyết định hành động. Ngày 29 tháng trước, Ủy ban châu Âu khởi động một chương trình phối hợp về chống lãng phí thực phẩm, bao gồm 70 tổ chức công lập và tư nhân, trong đó có đại diện 37 cơ sở khoa học, tổ chức phi chính phủ và giới công nghiệp. Trong giai đoạn thứ nhất, chương trình này sẽ giúp các đối tác trong chuỗi cung ứng thực phẩm xác định các hướng ưu tiên và thúc đẩy hợp tác. Tuy nhiên, không phải tất cả các quốc gia thành viên của Liên hiệp châu Âu đều có một chủ trương giống Pháp. Ủy ban châu Âu vẫn muốn khuyến khích các hành động mang tính thiện nguyện hơn là ra luật. Một số nước thì có kinh nghiệm khác. Trả lời phỏng vấn báo Huffington Post, Chủ tịch Hiệp hội Resto du Coeur lưu ý đến tính chất hai mặt của việc ra luật. Mặt tiêu cực là có nguy cơ tạo điều kiện cho sự hình thành của một số hiệp hội trung gian, được lập ra chỉ với mục tiêu làm đầu ra cho các sản phẩm bị ế của các siêu thị, mà không tính đến nhu cầu thực sự của người sử dụng. Chủ tịch Resto du Coeur nhấn mạnh rằng cần phải tận dụng mặt tích cực của luật mới để cải thiện và củng cố mạng lưới cho tặng thực phẩm, nhằm mục đích chính là trợ giúp có hiệu quả cho những người có nhu cầu. Một cơ hội vừa mở ra cho khát vọng hướng ra thế giới của giới trẻ châu Âu. Ngày 8 vừa qua, Ủy ban châu Âu khởi sự chương trình Lực lượng đoàn kết châu Âu, cho phép thanh niên từ 18 đến 30 tuổi đăng ký tham gia các hoạt động giáo dục, y tế, hỗ trợ người di cư tị nạn, cứu hộ hay bảo vệ môi trường với tư cách tình nguyện viên hoặc thực tập sinh. Josephine Danmier, một sinh viên ngành địa lý, quyết định chọn tham gia vào một hiệp hội dân sự làm việc với nước Burkina Faso ở châu Phi. Cô sẽ lên đường trong ít tuần nữa, Josephine tâm sự. Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt với nhiều thách thức hết sức khắc nghiệt như khủng hoảng kinh tế, đe dọa khủng bố, vân vân. Sau khi Anh Quốc quyết định rời khỏi khối, Bruxelles tái khẳng định chính sách cổ vũ giới trẻ tiếp nối các giá trị nhân bản mà châu Âu kiên định theo đuổi, đó là phát triển các năng lực chuyên môn, phẩm chất tinh thần trong những hoạt động hướng đến các cộng đồng khác ở châu Âu hoặc bên ngoài. Những hoạt động như vậy từng tôi luyện nên nhiều thế hệ công dân châu Âu thông tuệ, tha thiết với tự do, nhưng cũng đầy lòng bác ái, hết mình vì cộng đồng, tha nhân. Vào thời điểm mà dự án Liên hiệp châu Âu đang đứng trước muôn vàn thách thức hiện nay, tưởng cũng nên nhắc lại một ước vọng của văn hào Victor Hugo hồi thế kỷ 19, cũng gần như một tiên tri cho thế kỷ 20 và kể cả thế kỷ 21 đang diễn ra. Rồi một ngày sẽ đến khi chiến tranh trở nên điều kỳ quặc và sẽ là không thể giữa Paris và London, giữa Petersburg và Berlin, giữa Vienna và Turin. Một ngày sẽ đến khi người Pháp, người Nga, người Ý, người Anh, người Đức, tất cả các dân tộc của lục địa này, trong khi vừa giữ được bản sắc của mình, niềm tự hào riêng của mình, lại vừa hòa trộn với nhau trong một sự thống nhất cao hơn. Chính các vị sẽ tạo nên một tình huynh đệ châu Âu chẳng khác nào các vùng Normandy, Bretagne, Bourgogne, Lorraine, Alsace, tất cả các tỉnh của chúng ta đã hòa thành nước Pháp. Năm 1869, Victor Hugo tiếp tục ước mơ của mình. Trong thế kỷ 20, nó, tức cái dân tộc thống nhất mới ấy, sẽ được gọi là châu Âu, và trong những thế kỷ tiếp theo, nó sẽ biến đổi mãnh liệt để trở thành nhân loại.
Hết lời dẫn. Giới trẻ là trụ cột của tương lai. Giới trẻ châu Âu suy nghĩ gì về xã hội, về bản thân? Một cuộc điều tra với các thanh niên từ 18 đến 34 tuổi mới đây mang tên Generation What bước đầu cho ra nhiều thông tin đáng chú ý. Cuộc điều tra với 140 câu hỏi về hàng loạt lĩnh vực chủ yếu đã được hàng trăm nghìn thanh niên thuộc hầu hết các nước châu Âu tham gia. Riêng đối với nước Pháp, nhà xã hội học Axel Muriel đã lọc ra trong số khoảng 200.000 người Pháp trả lời qua mạng hơn 20.000 thanh niên theo tỷ lệ mang tính đại diện. Kết quả phân tích cho thấy xu hướng bi quan trước khủng hoảng kinh tế và thất nghiệp có chiều hướng gia tăng so với năm 2013. Đối với thanh niên Pháp, tương lai sẽ khó khăn hơn. Tuy nhiên, họ cũng tự tin vào sức mạnh của bản thân, đa số muốn thử sức ở nước ngoài. Cũng giống như thanh niên châu Âu nói chung, thanh niên Pháp ngờ vực hệ thống chính trị hiện hành và cho rằng giới tài chính lãnh đạo thế giới. Nhưng ngược lại, họ tin tưởng nhiều vào các tổ chức nhân đạo, ủng hộ nghĩa vụ công dân bắt buộc. Một điểm gây ngạc nhiên khác là rất nhiều thanh niên tin rằng sẽ tham gia vào một phong trào phản kháng quy mô lớn trong thời gian sắp tới. Thanh niên Pháp có thái độ cởi mở với những tình bạn xuyên biên giới, có bạn không cùng dân tộc, không cùng tôn giáo, không cùng môi trường xã hội. Đối với thanh niên châu Âu nói chung, thái độ với các làn sóng dân tộc chủ nghĩa đang lên có sự tương phản khá rõ giữa nhóm các nước Tây Âu, bao gồm cả Hy Lạp và không kể Anh, với bên kia là các nước Bắc Âu và Đông Âu, ngoài Slovakia và Cộng hòa Séc. Thanh niên thuộc nhóm nước Tây Âu đa phần xem chủ nghĩa dân tộc như một biến chuyển tiêu cực ngược với nhóm nước còn lại. Cuốn sách nhỏ Sauver l'Europe, cứu châu Âu, dài 100 trang của cựu ngoại trưởng Pháp Hubert Vettrin vừa ra mắt đầu tháng trước rất được chú ý. Trong cuộc trả lời phỏng vấn RFI hồi tháng trước, tác giả nhấn mạnh, để cứu được dự án xây dựng Liên hiệp châu Âu đang hồi nước sôi lửa bỏng hiện nay, cần phải đi theo 3 bước. Thứ nhất là tạm ngừng dự án mở rộng, thứ hai là tổ chức bàn thảo để xác định lại các ưu tiên và các phạm vi của khối. Và cuối cùng, thực hiện việc tái lập châu Âu. Để cứu Liên hiệp châu Âu, theo ông cần phải từ bỏ quan điểm châu Âu giáo điều chủ nghĩa. Hubert Vettrin tự nhận là một người ủng hộ Liên hiệp châu Âu một cách thực tế. Đe dọa số 1 đối với châu Âu hiện nay, theo Hubert Vettrin, đó là cái hố ngăn cách giữa giới tinh hoa châu Âu, giáo điều chủ nghĩa đang nắm quyền với dân chúng, chứ không phải là từ nước Nga Putin, làn sóng nhập cư, việc ông Donald Trump lên nắm quyền tại Mỹ hay quyết định nước Anh rời khỏi châu Âu vừa qua. Vừa rồi là tạp chí Thế giới đó đây do Trọng Thành phụ trách. Sau đây, mời quý vị nghe tạp chí Góc vườn âm nhạc, sắc màu Giáng sinh và những ca khúc đi vào lòng người, tạp chí do Hoài Diệu biên soạn. Một mùa Giáng sinh nữa lại về, đừng chần chừ gì nữa. Hãy tận hưởng gốc sô-cô-la nóng khi tiết trời ngoài kia băng giá.
hãy trao cho nhau tình yêu nồng ấm khi nhân loại nơi nơi vẫn còn nhiều khổ đau. Và đặc biệt, cùng nhau lắng nghe những giai điệu Giáng sinh là phút giây không thể thiếu vào dịp cuối năm. Tạp chí âm nhạc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị thính giả những bản nhạc Noel nổi tiếng ở nhiều dòng nhạc khác nhau là không khí linh thiêng của giáo đường hay nhịp chuông rộn ràng chan hòa từ dòng nhạc jazz, pop và rock. Giai điệu náo nức mà chúng ta đang nghe mang tên Carol of the Bell là tác phẩm khá nổi tiếng trong danh mục nhạc Giáng sinh cổ điển, được sáng tác năm 1914 bởi nhạc sĩ người Ukraine Mykola Leontovich. Phiên bản dành cho hợp xướng có nhạc đệm của bài hát này đã được sử dụng nhiều trong điện ảnh và nổi tiếng nhất trong bộ phim Ở nhà một mình do John Williams chuyển soạn, hay trong bộ phim mang tên The Santa Claus do hãng Disney ấn hành năm 1994. Thật khó tin khi sự thành công của Carol of the Bells chỉ xuất phát từ một motif với bốn nốt nhạc chủ đạo nhắc lại trên bè soprano, đan xen với tiết tấu đều đặn miêu tả tiếng chuông của những bè hát khác, cũng chỉ trên bốn nốt nhạc đã thực sự mang lại Giáng sinh ngày càng gần đến với chúng ta. I don't want a lot for Christmas. There's just one thing I need. I don't care about the presents underneath the Christmas tree. I just want you for my own, more than you could ever know. Make my wish come true. All I want for Christmas is you. Nếu như All I Want for Christmas Is You được coi là bản ngợi ca Giáng sinh độc quyền của Mariah Carey trong nhiều năm với lối diễn đầy ngẫu hứng của mình, thì kể từ khi bộ phim Love Actually được trình chiếu, người ta lại thích nghe phiên bản trong sáng của ca sĩ trẻ Olivia Olson. Tuy nhiên, cũng không nên phủ nhận thành công rực rỡ của Mariah Carey sau khi ca khúc được phát hành trong album Merry Christmas năm 1994. Giai điệu tràn trề hưng phấn của cô trở thành chuẩn mực trong thể loại ca khúc Noel pop rock kể từ khi phát hành đến nay. Giáng sinh đã tràn ngập khắp muôn nơi với tiếng chuông lục lạc réo rắt, nhịp điệu mời gọi và thật khó cưỡng, đôi chân cứ muốn chạy theo những chú tuần lộc mơ về một mùa Noel thơ trẻ. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping. Lights are turned down low. Let it snow, let it snow, let it snow. When we finally nhắc đến Giáng sinh là nhắc đến lễ hội sắc màu, là màu đỏ rực rỡ của lá cây poinsettia, là màu đằm thắm của những dạng thông xanh và màu mênh mông của những bông tuyết trắng rơi lặng lẽ. Hãy tận hưởng hương vị Noel ngọt ngào, có chút giá lạnh, cùng âm hưởng ra cũ kỹ với ca khúc Let It Snow do Frank Sinatra trình bày. Được xem là một trong những gương mặt nghệ sĩ lớn của lịch sử âm nhạc nước Mỹ, Sinatra bắt đầu sự nghiệp bằng những điệu hát swing và nổi tiếng qua nhiều ca khúc như My Way, New York, New York. Let It Snow của ông được viết không phải dành cho lễ Giáng sinh, nhưng có lẽ mùa đông băng giá trú ngụ trong ca từ và những ngọn lửa tí tách nhảy múa bên lò sưởi ấm nồng mà ta có thể nghe thấy trong tiết tấu của bài hát đã làm tâm hồn các con chiên thổn thức. Và từ bao giờ người ta dành cho Let It Snow một chỗ quan trọng không thể thiếu bên gốc thông Noel thanh bình?
Và tại sao chúng ta không chúc mừng lễ Giáng sinh bằng một bài hát đậm chất Mỹ Latin? Feliz Navidad của José Feliciano mang thông điệp của lời cầu chúc một mùa Giáng sinh an lành và một năm mới yên vui thịnh vượng. Với điệp khúc ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha, Feliz Navidad, chúc Giáng sinh an lành và một đoạn ca từ bằng tiếng Anh, ca khúc như lời reo vui của lũ trẻ khi năm cũ sắp qua và đón mừng năm mới đang về. Âm điệu sống động bên bờ Caribe này đã đưa José Feliciano vào danh sách của 25 ca khúc được biểu diễn nhiều nhất hành tinh, theo đánh giá của ASCAP. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and you won't just be gone. And so this is Christmas, I hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. Cuối cùng xin được khép lại bằng một dấu lặng, Happy Xmas do John Lennon và Yoko Ono cùng hợp xướng Heartland Community trình diễn. Tháng 12 năm 1969, trong chiến dịch đấu tranh vì hòa bình, phản đối chiến tranh Việt Nam ở 12 thành phố trên khắp thế giới, từ Paris, New York, Los Angeles, Toronto, Rome, Athens, Amsterdam, Berlin, London, Tokyo, Hồng Kông và Helsinki, người ta thấy xuất hiện những biểu ngữ lớn tựa đề "Chiến tranh kết thúc nếu bạn muốn điều đó", lời chúc Giáng sinh từ John và Yoko. Hai năm sau, họ đã trở lại với ý tưởng như vậy bằng cách cho ra đời tác phẩm Happy Xmas, World is Over. Đây là tác phẩm phản chiến. Cùng với Imagine, Give Peace a Chance, nó đã trở thành bản tuyên ngôn mẫu mực vì hòa bình. Với John Lennon, Yoko Ono, âm nhạc lúc nào cũng giản đơn, chân thật, nhưng có sức mạnh vô cùng kỳ diệu, xuyên thấu hàng triệu con tim những ai đã lắng nghe nó, dù chỉ là một nét nhạc. Từ bao giờ, Giáng sinh luôn là thời khắc thiêng liêng, nơi mà mọi niềm tin tinh thần, lòng nhân ái và sự sẻ chia quy tụ về. Âm nhạc cũng là một thứ tôn giáo đặc biệt, giúp con người nhìn lại chính mình một cách tự tại nhất. Tĩnh tâm để bao dung, mở lòng để hướng thiện đã trở thành thông điệp của những lời ca Giáng sinh mà hầu như những người nghệ sĩ thực thụ nào cũng muốn nhắn gửi đến nhân gian. Quý vị vừa nghe tạp chí âm nhạc của Hoài Diệu. Tiếp theo, chúng tôi xin phát lại tạp chí văn hóa. Thanh Hà nói về lễ Giáng sinh và mê tín trong dân gian Pháp. Bói củ hành xem mưa có thuận, gió có hòa, hoa nở đúng vào thời khắc nửa đêm là đêm lành. Bói lá ô liu xem trai gái trong làng có dễ bén duyên nhau. Đêm Giáng sinh là đêm của những phép lạ, là thời khắc hai thế giới âm dương giao hòa, là cái giây phút thiêng liêng, là dịp mà con trẻ được nghe chuyện đời xưa về lòng nhân ái. Ngày xưa khi mà Noel chưa đồng nghĩa với những bữa tiệc thịnh soạn trong gia đình bên cây thông xanh và những gói quà lộng lẫy, thì dân quê ở mỗi vùng, mỗi một miền trên đất Pháp đều có những tập tục riêng về mùa vọng, về mùa Giáng sinh, về vị khách mà trẻ thơ mong đợi suốt cả năm. Với trẻ nhỏ vùng Franche-Comté, gần sát biên giới Thụy Sĩ,
Ông già Noel mang quà đến cho chúng không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, bụng phệ, trong bộ quần áo và mũ đỏ, mà lại là bà tiên Ari. Người thì cho rằng Ari là một cô tiên bé nhỏ, dịu dàng, trên đầu có một chiếc vương miện được đính bằng những hạt sương ban mai. Kẻ lại truyền nhau rằng Ari mang hình hài một bà lão xấu xí, lưng gù, răng nhọn như dao. Có nơi dân làng lại đồn đại là nàng Ari có phép hóa thân thành một con rắn. Không đồng ý về hình dạng của bà tiên Ari, thế nhưng dân cư trong vùng Franche-Comté lại luôn đồng tình trên một điểm, đó là bà tiên, dù xấu hay đẹp này, luôn cưỡi lừa đi phát quà cho trẻ nhỏ. Quà của nàng tiên Ari thường là một cái bánh, là hạt dẻ hay một món đồ chơi bằng gỗ, một sản phẩm của núi rừng. Còn những đứa bé hư, khi thức giấc, chỉ thấy một ít tro trong chiếc guốc của mình. Cô cậu học trò nào lười biếng thì bị cô tiên Ari tặng cho một chiếc mũ lừa. Xích lên miền Bắc, Franche-Comté là vùng Alsace, thì ông già Noel là vị thánh Nicolas đi phát quà vào đêm ngày 6 tháng 12, tức là ngày lễ vía của ngài. Thánh Nicolas không mặc bộ đồ màu đỏ, bụng không to như hình ảnh ông già Noel mà chúng ta biết đến ngày nay. Sách vở thường vẽ vị thánh này với vóc hình mảnh khảnh. Như với bà tiên Ari, con vật trung thành nhất của thánh Nicolas là chú lừa, có lớp lông màu xám rất đẹp. Vì vậy mà ở vùng Alsace, mỗi nhà thường để sẵn một quả táo dành tặng cho thánh Nicola và một củ cà rốt cho con lừa của vị thánh này. Vùng Alsace thời xưa, nông dân xem đêm thánh còn là thời khắc chia tay năm cũ và chuẩn bị đón mừng một năm mới. Người Việt chúng ta có thói quen kiêng cữ đầu năm thế nào thì người dân ở miền quê Alsace cũng có những tập tục hào hào như vậy. Họ tin rằng giai đoạn từ ngày 25 tháng 12 đến 6 tháng Giêng là 12 ngày của các vị thần tháng. Mỗi một ngày là biểu tượng cho một tháng trong năm. Đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 12 là lễ giao thừa. Và trong 12 ngày thiêng liêng đó thì dân vùng Alsace tuyệt đối không được dệt cười, bởi vì thoi nhọn không báo trước những điềm lành. Thế rồi cũng nông dân trong vùng có thói quen bổ một củ hành tây thành 12 miếng đều nhau, mỗi phần tượng trưng cho một tháng trong năm. Họ bỏ một ít muối to hạt lên mỗi một phần của củ hành. Chủ nhà đợi đến lúc nửa đêm về sáng xem muối khô hay ướt thế nào để biết trước mưa ít hay nhiều trong từng tháng, rồi họ dựa vào quẻ bói ấy mà trồng rau, trồng quả hay ngũ cốc cho thích hợp. Ở Việt Nam trước Tết Nguyên đán thì ta hay có thói quen đốn cành mai, cành đào, hãm để cho hoa nở đúng vào dịp 3 ngày Tết lấy hên. Người dân vùng Alsace cũng có tập tục ấy, nhưng họ đốn cành của những loại cây ăn quả. Nếu hoa nở đúng lúc Chúa chào đời thì đấy là điềm báo trước một năm sung túc. Thế rồi, để cây lê, cây táo được sai quả chẳng hạn, thì nhà nào khi đi lễ nửa đêm về họ cũng phải ra đồng rung cây cho thật mạnh, như để nhắc nhở vị thần đang trú ngụ trên cây rằng đừng quên cho chủ nhà nhiều bông, nhiều trái. Lại cũng dân cư ở Alsace trong đêm giá lạnh, họ đi vào rừng tìm những bông hoa dại nở trong đêm thánh, bởi vì mọi người tin rằng những bông hoa ấy là quà tặng của các thiên thần ban cho loài người. Pháp, từ xưa tới nay, biểu tượng của lễ Noel luôn là một khúc củi gỗ. Ngày nay, Bûche de Noël là ổ bánh ngọt có hình khúc gỗ để cả nhà thưởng thức trong bữa tiệc nửa đêm hay trong bữa cơm họp mặt gia đình trưa ngày 25. Nhưng với người đời xưa, Bûche de Noël thực sự là một khúc gỗ vừa quý, vừa thiêng. Ở vùng Berry miền Tây nước Pháp chẳng hạn, thì dân cư có thói quen giữ cho ngọn lửa hồng ít nhất là trong 3 ngày từ đêm 24 trở đi, thậm chí nhiều nơi có tập tục đốt một khúc gỗ lớn từ nửa đêm thánh cho đến tận ngày 1 Tết Dương Lịch. Do vậy mà khúc củi phải là gỗ của cây sồi hay cây du, một khúc củi thật to, nhiều người khiêng mới hết được. Trước khi châm lửa thì người cao tuổi nhất trong nhà vẩy nước thánh vào khúc gỗ, cho được giữ lại để giải ra đồng cầu may. Thế rồi những mẩu than còn lại cũng được giữ trong nhà, bởi dân quê tin rằng than từ khúc gỗ thiêng đốt trong đêm thánh là bùa hộ mạng. Khi ra làm đồng, mang theo một miếng than từ khúc Bûche de Noël, không bao giờ sợ bị sét đánh. Với người miền núi ở vùng Pyrénées sát biên giới Tây Ban Nha, thì khúc củi gỗ của đêm Giáng sinh là nguồn đem lại ánh sáng mặt trời, biểu tượng của sự sống. Mỗi một gia đình gửi gắm
khúc củi gỗ ấy, những lời nguyện cầu để thấu tới tai Thượng Đế. Vì vậy mà gia chủ luôn đọc kinh cầu nguyện vẩy nước thánh và trang trí cho khúc củi thật đẹp trước khi châm lửa. Còn dân miền núi ở đảo Cox trong vùng Địa Trung Hải thì có thói quen nhìn đống tro tàn trong lò sưởi để biết xem là Hải Vương và Sơn Vương có thuận hòa với nhau trong năm cho người dân đỡ cơ cực hay không. Nói về mê tín, cho đến rất gần đây, dân quê vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp vẫn tin rằng đêm 24 tối trời là thời khắc duy nhất trong năm mà những bà phù thủy có thể đốt đuốc, nhảy múa thâu đêm. Vì là đêm dài nhất trong năm, ma quỷ thường hay rong chơi, trêu ghẹo người lành. Vì vậy, dân vùng Bretagne có tập tục rước đuốc để trừ tà ma. Một tập quán riêng biệt khác trong vùng là lễ canh thức. Đấy là cái thời khắc mà những kẻ hát rong gõ cửa từng nhà xin một bát rượu, một miếng bánh để đổi lấy những bài thi ca hay là những câu chuyện cổ tích hoang đường rất thú vị. Không mấy ai xem thường những tay hát dạo đó, bởi truyền thuyết cho rằng đấy thường là những vị thánh thần dưới hình hài xấu xí thô kệch, họ gõ cửa từng nhà để đo lường lòng từ tâm nhân ái của thế gian. Còn ở rất xa bờ biển Bretagne là vùng Bourgogne trù phú, nổi tiếng với những ruộng nho thẳng cánh cò bay. Những câu chuyện ít nhiều mang tính hoang đường vẫn được truyền khẩu cho mãi đến tận ngày nay. Nào là câu chuyện của một gã say bị ma ám nhảy xuống giếng bởi hắn nghe có tiếng rủ dê xuống đáy giếng uống rượu. Ai đã có dịp tham quan Nonnenberg ở vùng Lorraine miền đông bắc nước Pháp thì chắc hẳn là đã được nghe qua câu chuyện. Ngày xưa, đấy là một cơ ngơi rất đẹp và trang nghiêm của các sơ. Đúng vào đêm thánh, một đoàn kỵ mã đến gõ cửa tu viện, họ xin trọ lại một đêm. Vì hiếu khách, các sơ đem rượu, thịt ra thết đãi. Các chàng kỵ mã đa tài, kẻ đàn người hát, mẹ bề trên và các sơ mải vui quên mất giờ cử hành thánh lễ. Đến rạng sáng thì những chàng kỵ mã trẻ đẹp đêm qua hiện nguyên hình là ma, là quỷ, là hiện thân của sự cám dỗ. Một tiếng sét lớn nổ vang trời, cả cơ ngơi của các sơ thiêu rụi trước khi bị nhận chìm vào lòng đất. Dân cư trong vùng kể rằng từ đó đến nay, đêm Noel nào bóng các sơ cũng hiện về, họ nhảy múa cho đến khi kiệt sức. Thưa quý vị, tạp chí văn hóa do Thanh Hà thực hiện đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc chuẩn bị đưa thêm nhiều tên lửa đến các vùng tranh chấp ở Biển Đông. Tổng thống Nga gọi điện cho đồng nhiệm Syria hoan nghênh thắng lợi quân sự tại thành phố Aleppo. Lần đầu tiên, Iran và 6 cường quốc công bố một phần thỏa thuận hạt nhân được ký kết hồi trung tuần tháng 7 năm 2015. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ, mời quý vị nghe tạp chí Giáng sinh đặc biệt do Thanh Phương biên soạn với chủ đề Mẹ Maria qua Kinh Thánh và nghiên cứu lịch sử. Mời quý vị nhớ đón nghe. Nhân dịp Noel 2016, toàn ban tiếng Việt Đài Phát thanh Quốc tế Pháp xin kính chúc quý vị một mùa Giáng sinh an lành, đầm ấm và hạnh phúc. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.